Quỳnh chào mọi người, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành ạ. Và hôm nay Quỳnh xin mời mọi người đến thăm cơ sở 2 của xe máy Hương Quỳnh ạ. Tại gần cây xăng Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh ạ. Và hôm nay Quỳnh sẽ cùng mọi người xem xe và Quỳnh sẽ báo giá trực tiếp từng dòng xe cho mọi người nhé. Bây giờ chúng ta hãy đi một vòng bên quanh bên ngoài cửa hàng ạ, để chúng ta xem những chiếc xe đang được bày ở bên ngoài. Đầu tiên đó là chiếc xe Exciter 155 màu vàng ạ. Đây là một trong số những cái phiên bản mới nhất, nổi bật nhất của nhà Yamaha. Giá của em nó hiện tại thì chỉ có 48 triệu thôi ạ. 48 triệu cho một chiếc xe Exciter 155 phiên bản cao cấp vàng xám ạ. Có chìa khóa Smart Key và cổng sạc USB ạ. Còn tiếp theo đấy là những dòng xe phổ thông hơn, ví dụ như Grand Pa. Chiếc Grand Pa của bên Quỳnh thì sẽ có giá từ 18 đến 18 triệu 200, tùy từ màu, từ phiên bản. Nếu vành đúc ạ, vành đúc thì sẽ đắt hơn 1 triệu ạ. Còn nếu mà các bạn muốn lắp độ thêm công tắc đèn thì bên Quỳnh cũng sẽ làm luôn ạ. Vâng, và tiếp theo đây đó chính là chiếc Exciter 155 phiên bản xanh GB ạ. Là một trong số những cái màu rất là truyền thống, rất là nổi bật và được các fan hâm mộ, đó là màu xanh GB của nhà Yamaha. Màu xanh GB hiện tại chỉ có phiên bản 155 cao cấp, còn phiên bản 150 thì đã không sản xuất nữa rồi ạ. Và giá của em nó là 47 triệu 500. Vâng, song song đấy là những dòng xe khác, ví dụ như là Exciter Winner ạ, xin lỗi ạ, Winner X ạ. Winner X thì hiện tại được Honda hỗ trợ về giá rất là sâu, giá chỉ từ khoảng 32 triệu, đó là phiên bản CBS, còn phiên bản ABS thì giá chỉ từ 34 triệu thôi ạ. Vâng, quá thấp đúng không ạ, giảm hơn đến 10 triệu so với cái giá đề xuất của hãng. Vâng, và đây chính là chiếc AB125 màu đen ạ. 125 màu đen thì giá nó sẽ khoảng tầm 40 triệu 800 đến 41 triệu ạ. Vâng, tất cả những cái dòng xe của bên Quỳnh đều có hỗ trợ trả góp. Trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước từ 0 đồng với những dòng xe dưới 40 triệu ạ. Ngoài ra thì bên Quỳnh còn có những cái dòng xe next buy khác, ví dụ như là Rider, Satria hay là Sonic ạ. Rider thì giá khoảng tầm 50 triệu, còn bản Satria bản trong nước ạ, như bản này chẳng hạn, thì giá khoảng tầm 52 triệu. Còn nếu mà Satria nhập khẩu hay Sonic nhập khẩu thì bên Quỳnh có giá 60 triệu ạ. Vâng, tất cả các dòng xe đều rất là đa dạng về chủng loại và mẫu mã để cho các bạn có thể lựa chọn một chiếc xe ưng ý theo cái nhu cầu của mình ạ. Vâng, giá xe thì rất là thấp rồi, trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước từ khoảng 20% đối với những dòng xe này, tức là khoảng tầm 7 triệu là có thể mua được xe. Chuẩn bị thêm cho Quỳnh đó là chứng minh thư và sổ khẩu hoặc chứng minh thư và bằng lái xe là được rồi ạ. Vâng, lãi suất trả góp thì chỉ từ 0.99% đối với những khách hàng có chứng minh thu nhập ạ. Vâng, Quỳnh mời mọi người vào bên trong cửa hàng ạ. Bên trong cửa hàng thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có đa dạng mẫu mã hơn. Ví dụ như ở đây là GSX ạ, GSX bản R150 ạ. Thế bên Quỳnh hiện tại cũng đang có đầy đủ các màu, là màu vàng, màu đỏ và màu xanh. Vâng, giá xe thì từ khoảng tầm 68 triệu cho đến 70 triệu tùy từng màu ạ. Trả góp có từ 12 triệu là mua được xe. Vâng ạ, chưa bao giờ xe đa dạng mẫu mã chủng loại và cũng chưa bao giờ giá xe down đến như tầm này. Quá thấp phải không ạ? Exciter thì ngoài những cái phiên bản zin của nhà máy thì bên Quỳnh còn có những cái phiên bản độ xe. Ví dụ như em này là bản độ đen thể thao giá 47 triệu. Vâng, còn Vision ạ, Vision thì có 4 phiên bản, từ phiên bản tiêu chuẩn cao cấp đặc biệt cho đến phiên bản cá tính. Giá của các em nó là từ khoảng 31 triệu 500 đến 36 triệu tùy lại ạ. Vision trả góp thì các bạn có thể trả trước 0 đồng các bạn nhé. Chuẩn bị tầm khoảng 1.3 triệu là có thể mua được xe ạ. Đó là tiền đăng ký ạ. Bên Quỳnh thì sẽ tặng cho các bạn đó là mũ bảo hiểm áo mưa và một thảm lót sàn ạ. Còn tất cả những cái xe của bên Quỳnh trong chương trình tháng 7 này đều được giảm giá và hỗ trợ rất là nhiều. Và ngoài ra thì bên Quỳnh còn có những cái dòng Vario các bạn nhé. Vario là những cái bản nhập khẩu Indo ạ, nguyên zin ạ, phiên bản 125 phân khối, có màu đen, màu xanh và màu trắng. Giá chỉ từ 41 triệu đến 41 triệu 500 tùy từng màu ạ. Vâng, Quỳnh rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn đồng hành ủng hộ bên Quỳnh trong suốt thời gian vừa qua.